Thời gian qua, Đà Nẵng luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của thành phố, theo tinh thần chỉ thị 17 về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Đặc biệt, năm 2023, khi mở lại toàn bộ các hoạt động dịch vụ du lịch nhằm thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đã được các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện với nhiều giải pháp. Theo thống kê, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 4.000 cơ sở ăn uống và 200 nhà hàng. 8 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành của thành phố đã thanh tra kiểm tra hơn 15.170 trên 20.940 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đạt tỷ lệ 72,45%. Xử phạt vi phạm hành chính 214 trường hợp, với số tiền hơn 624 triệu đồng. Việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đã giúp các địa phương chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài việc tuyên truyền cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố thì chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các việc mà các hộ kinh doanh mà làm các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như là xuất xứ, nhập hàng, vấn đề vệ sinh từ các quán, từ khu chế biến. Qua quá trình kiểm tra, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm về cơ bản đã chấp hành nghiêm các quy định về luật an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm như chưa tuân thủ đầy đủ việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn, đeo đồ trang sức trong quá trình chế biến thực phẩm, người chế biến thực phẩm không kiểm tra sức khỏe định kỳ, khu vực sản xuất chế biến không bảo đảm nguyên tắc một chiều. Đối với kiểm tra cơ sở đủ điều kiện mà quán nhà hàng ăn thì trách nhiệm quản lý thì hiện tại thì ban thực phẩm sau khi kiểm tra thẩm định cấp giấy thì trong quá trình hàng năm thì ban thực phẩm sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra thanh tra định kỳ thì ít tối thiểu là mỗi năm một lần. Những năm gần đây, khi hướng đến phát triển văn hóa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho các đơn vị và hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, trang bị những kiến thức cần thiết để hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Trong quá trình xảy ra mà nhận được tin báo với đường dây nóng hoặc là những cái thông tin khác thì chúng tôi thành lập một tổ phản ứng nhanh, trước mắt là đến điều tra ngộ độc tại tại bệnh viện. Thứ hai là một đoàn tổ thứ hai là tổ đi trực tiếp tới cơ sở để điều tra và lấy các mẫu còn lại để đi xét nghiệm và tiến hành những các bước tiếp theo. Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng diễn ra hàng ngày, hàng giờ vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vì vậy, trong thời gian đến, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, cũng như đẩy mạnh công tác hậu kiểm nhằm giảm thiểu nguy cơ về mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng.